trước. Bên ơi! Bên ơi đi chạy kìa! Chào các bạn. Hôm nay ra hồ Núi Le test bầy mồi chuyên trôi nha các bạn. Đây. Đây là bầy mồi chuyên trôi, chuyên câu cá trôi của mình. Đó, mình đã test cho các bạn là hai tuần nay và lên được 5 con cá trôi 12 kg rưỡi. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục đi test cái bầy mồi này cho mọi người xem. Và ngày hôm nay mình sẽ trộn dinh luôn. Trộn này với lại bơ Tường An với lại và lại nước hồ. Đây nước cái hồ nè. Mình mới vừa múc ít nước ở dưới hồ lên nè. Đó. Không có trộn cái mồi chua hay là mồi gì hết trơn, không ủ qua một đêm gì hết trơn, trộn dinh luôn. Đó, cái đổ mồi ra ngoài cái thao là trộn đều rồi, cho ít bơ Tường An vô nó là câu thôi. Này là dinh nha các bạn. Đó. Đó. Này mà đem nhiều mồi lắm. Đem quá trời luôn. Đem tới 5 kg, 6 kg. Ta hồ câu. Đã, lên mùi đã. Ra là trộn mồi là nghe được cái mùi của cái mồi này là khoái liền. Nhất cả trôi khoái liền. Đó. Nó hơi khô rồi. Để thêm ít nước hồ vô nữa là xong. Cái mồi này của mình có độ tơi rất là cao nha các bạn. Có thể xuống là nó sẽ tơi rất là nhanh luôn. Đây là bên ăn nha. Này. Cho càng nhiều càng tốt. Mình này không tiếc bên Tường An. Yêu cầu là có cá là ok. Giờ mình sẽ đi lấy ít nước nhanh nha các bạn. Đây, mình mới chế nước vô trong lông hút nè, nước hồ nè. Chế vô. Ít thôi. Rồi mình trộn mồi lên trước. Cho nó đều đã tí nữa mà nó mà khô thì mình cho thêm nước vô. Nó vừa thì thôi. Tránh tình trạng bị nhão mồi nha các bạn. Mồi này của mình là trộn lên xong rồi nó chua tự nhiên luôn. Chứ không có cần phải cho cái mồi ủ vô để cho cá mè nó ăn. Mồi này bao luôn, bao câu luôn. Bao chiên chạy cá mè luôn. Cá mè mà nghe cái mùi này là cá mè không bao giờ khoái. Đó, cái mẹ nó chỉ khoái là khoai lang ủ chua thôi, mồi ủ chua thôi. Chứ này cái mồi này của mình là mồi dinh mà, mồi trộn bút, trộn ra nước hồ, trộn dinh luôn, 100% luôn. Không có pha chế cái mồi ủ chua hay là cái gì hết trơn á, nên cái mẹ nó không khoái đâu. Đó, cái mẹ nó chỉ khoái là cái mồi mà nó ủ càng chua thôi. Còn cái mồi này của mình là chỉ để mình câu săn hàng, săn cá trôi, trôi chép, rù phi, cá chê. Đối với cái mồi này nó khoái lắm. Nhất là cá trôi đỏ nha các bạn. Đó. Hy vọng ngày hôm nay mình sẽ lên được 1-2 con cá trôi khủng. Nhất cơ ở cái hồ Núi Le này để quay cho tất cả mọi người cùng xem. Trước khi câu thì mình quăng mồi xong rồi mình sẽ làm thủ tục. Mình sẽ đốt cái thuốc. Mình sẽ xin ông thần nước cho mình xin con cá trôi khủng nhất cái hồ này. Đó. Cứ lần câu là cái thấp giái xin. Hy vọng một dịp một lần nào đó trong đời sẽ câu được con cá to nhất ở hồ Núi Le này. Quay lên cho mọi người xem. Con cá chuẩn cá tự nhiên luôn. Đó. Đây, mình câu mồi nó không có khô quá cũng không có mềm quá. Mình sẽ tơi tơi như thế này nè, thấy không nè. Đó, mồi ta sẽ tơi tơi như thế này nè, đó.
Đây không có đã mồi nha đâu nha các bạn. Giờ đến phần nắng mồi vào trong cái lăng xê. Thì có nhiều bạn nói là khi mà bóp mồi lăng xê thì nhớ có quay lại và vẫn kỹ ghi lại cho mấy bạn xem với. Đây. Đây là cái lăng xê của mình. Bốn lưỡi. Mình đang hiện tại mình đang dùng là cái hạt xốp độ nha. Xốp độ của cái nón bảo hiểm. Vành trong á các bạn. Vành trong của nón bảo hiểm. Mình sẽ dùng cọng dây dài nè. Cách dài ra 20 cm. Đó, để cho con cá nó không có bị nhát khi thấy cái cục chì nó sát quá cái bông độ nha nè. Đó. Đó. Mình sẽ dùng bốn cái luôn. Đó. Bốn cái. Nói chung là cái lưỡi câu này á mình xài cả chừng 1 hoặc 2 đợt á. Mà nó dính gốc cây đồ nhiều quá, gốc rễ đồ nhiều quá, mình sẽ thay lưỡi mới. Đó. Để cho lúc nào chắc chắn rằng lưỡi ta sắc bén, khi cá ta ăn đớp vô là dính liền. Đó, chứ không có tình trạng mà cá ăn vô mà nó lưỡi nó cùng quá hay bị vấn đề một vấn đề nào đó khiến cho con hàng của ta sẽ bị sảy thì đó rất là tiếc, tại vì hàng tự nhiên là rất là khó câu đó nha các bạn. Bây giờ đây, trong đây nó có còn được 3 hạt nè. Bây giờ mình sẽ lấy một hạt nữa. Mình hạt xốp hạt xốp độ của mình từ độ đó, để cho các bạn mời xem. Đó. Giờ chúng ta nắn mồi vào trong cái bông lăng xê nè. Bạn lưu ý nè, cọng dây chúng ta cách dài ra 20 cm. Mồi chúng ta gọi là mồi dính tơi. Khi bóp thì nó dính và xuống nước cái ăn ra rồi thì nó sẽ tơi ra, tơi mồi ra. Đó, tạo cho chúng ta một cái cục mồi tơi để dụ cá đến ăn nhanh, dụ cá đến. Không có gì bằng mồi dụ là tới liền, cá tới liền, đảm bảo luôn. Đó. Đó, bóp mồi cho cực kỳ kỹ và ghim lưỡi vô nhẹ nhàng thôi. Hy vọng hôm nay mình sẽ săn được cá trôi khổng lồ ở hồ này nha mọi người. Mình thích câu cá trôi. Đó. Mình chiên về trôi nhiều hơn là chép. Trời tới cái mùa khoái thích câu. Đó, ok. Như vậy là đã có ngay một cái cục mồi lăng xê để chúng ta đi săn hàng tự nhiên rồi đó. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu quăng mồi ra mồi nha. Ok nha các bạn. Quay thử nha. Có cái gì bạn ơi? Có cá. Cá. Cá gì đây? Cá mè dinh. To.
Đầu tiên nha các bạn, mày Vinh nha, báo luôn. Trời ơi sáng giờ các bạn, được con đầu tiên nè, mày Vinh nè, đã chưa? Hàng gì chớ cần không nổi, phải rồi nè. Các bạn nha, coi cá là vui rồi các bạn ơi, không cần nhiều. Mày Vinh nó đang có trứng. Chạy sữa quá trời. Ok, cho giỏ nó lên xong. Đấy, một em đầu tiên. Tiền đâu? Chưa có. Lấy cái này mày qua cái cần, cái thoại này quay 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 YouTube rồi phải không? Ừ, 25 phút. Hàng bạn ơi, con này vậy? Con này hả? Hàng bạn ơi, nặng lắm không? Ừ, nặng lắm. Còn mấy ký? Nặng lắm, nặng lắm, nặng lắm. Vừa cậu con 10 ký đó, có cái thằng Quyên ăn đó. Hugo rồi, Hugo rồi. Hugo rồi. Trời ơi, ông ơi. Trời ơi, nặng vậy? Hugo rồi. Hugo rồi. Hugo anh em ơi. Sóng gió. Cước kìa, sướng vậy ta. Né mặn. Trời ơi, con cá kìa. 3 ký á. Vô rồi, vô rồi. 3 ký á. 3 ký. Tuyệt vời. Con này trên 3 ký các bạn ơi. Ok, cuối cùng cũng đã săn lên hàng thành công. Em cho đỏ. Con này 3 ký hơn á. À. Chào bá luôn các bạn ơi nè. Tuyệt vời chưa? Con này 3 ký rưỡi á. Đã. Ok các bạn. Mồi rất là gì hiệu quả nha các bạn. Không chống được cái mày nhớt phá, lên được cá trôi. Cũng con này trên 3 ký á, 3 ký rưỡi á, cái đuôi nè. Đã chưa nè. To vậy bá luôn. Sướng. Ok ok ok. Cá bạn ơi. Cá bạn ơi. Hàng về bạn ơi. Có hàng nữa rồi các bạn ơi. Tao giận dở ngoài em thiệt. Còn nào vậy? Đây.
Con này hả? Kìa. Đây hả? Ừ. Hàng cái này bà hàng ơi. Đặng không? Chắc trôi rồi. Quăng hết rồi. Rồi. Vô rồi. Vô rồi. Vô rồi. Cầm còi hú giỡn mà nó hú luôn. Trôi rồi. Trôi anh em ơi. Cầm còi hú giỡn. Vô con. Phải không vậy? Nó không chạy vậy? Có mè vậy? Không biết. Mè rồi. Phải không? Mè. Chê. Cái chê. Nói rồi vì làm việc có mè mà. Cái chê nha các bạn. Mè không chê, bay đi đe thôi. Cái chê nè. Mồi này chiên trống có mè mà. Không ai dính có mè. Ê. Này có rồi. Gỡ bắn. Gỡn có mè ơi. Gọi bên, cá chê chứ. Đây là có đồ nướng rồi. Cá chê nha các bạn. Mồi chiên trống cá mè phá. Dính trôi. Trôi chê chép chuột phi. Ok nha. Quắc vậy được rồi. Em lấm. Tôi. Cá bạn ơi. Nó kéo được con cá vậy nó ngưng rồi. Chị vô à. Chị vô vậy bạn ơi. Cái nhỏ chuột phi gì á kia nó dở con cái chạy nó im mà cá trôi. Em gửi nè mọi người thấy con trôi to mọi người ơi chứ không phải là không có cá trôi đâu mà là nó không có vô á. Đây mọi người xem nè, con trôi đỏ mọi người. Đó. Đây em ra em thả nó nhẹ cho nó bơi em. Phóng sinh nha các bạn. Con này nó mới tập làm biết cái sinh nè. Tập theo bố mẹ thôi. Nên mình sẽ thả nó đi. Đây. Ok, mau ăn con lớn nha cá. Mau ăn lớn bự ra đi. Ok. Ok là nhờ. Bây giờ mình xem video 1 phút đăng ký giùm tao cái. Ê, có hàng rồi, có ăn. Rồi cũng luôn. Ok nha các bạn, kết thúc cái buổi câu ra khổ le tép lại mồi chiên trôi nha. Và đây là thành quả nha các bạn. Đây, thành quả ở dưới cái giỏ cá. Nói chung lại hôm nay là cá không nhiều. Được một con cá trôi đỏ Hugo. Con này 3kg. Đây. Một em trôi đỏ. Hôm nay cá nó vô có một con thôi bạn ơi. Các bạn ơi. Không có vô nhiều nè. Review. Mở giỏ. Ôm cá lên cho mọi người xem. Hôm nay có hai anh em ra ngồi câu chơi. Ngồi chơi. Ui. Chủ yếu anh em đam mê với nhau. Mở to cái lỗ dưới đây. Xây lại. Rồi đó. Mở ra. Rửa được rồi. Mở to ra. Mở cỏ luôn. Rồi đó. Nay được hai con cá chê. Hai con mè dinh.
và một con cá trôi bự nha, con cá trôi 3 kg. Bắt ra. À, bắt ra, bắt ra. Bắt ra. Này, quay đi. Anh cá. Đây, thành quả của bài mồi chiên trôi của mình nè. Đỏ đã các bạn. Quá hớp luôn. Tuyệt vời chưa? Con này 3 kg nha các bạn. Ok. Đó, kết quả của mình nó chỉ có bao nhiêu đó thôi. Các bạn, nếu các bạn yêu thích hãy ấn like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ cho đam mê cá mình nha các bạn. Chào tạm biệt các bạn nha. Chào mọi người nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Má, con cá 3 kg mà nhìn nó xíu vậy. Nhìn đâu? Thiệt mà. Bự quá. Mà nhìn nó nhỏ nha. To mà.